Chiều nay ngày 6 tháng 12, Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và quán triệt một số nhiệm vụ quốc phòng quân sự trọng tâm năm 2022, báo cáo dự thảo tóm tắt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2021, những thuận lợi khó khăn trong công tác tuyển quân năm qua, vai trò phối hợp của các lực lượng trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt thảo luận về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với các nội dung trọng tâm như hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo đúng chương trình và đạt kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thành công và an toàn diễn tập các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và 20 phường xã của thành phố, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân nhân dự bị đều đạt trên 95%, giữ vững tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt trên 24%. Chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đã biểu dương nỗ lực của thành phố để hoàn thành các chỉ tiêu công tác quân sự quốc phòng năm 2021 trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm tới. Trước mắt là tập trung hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2022.